Tìm đâu được nhà liền kề, về ở được ngay mà lại giá rẻ chỉ nhỉnh 2 tỷ ở quý vị. Lại còn thuộc quận Hà Đông nữa, có ngay trong video này nhá. Với căn nhà 30m² thiết kế và xây dựng là 5 tầng, giá bán chỉ từ 2 tỷ 100 triệu đồng một căn, cả nhà và đất sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay, sang tên được luôn trong ngày. Với cái dự án Ngọc Ánh đang quay cho quý vị ở đây, có một căn nhà như thế. Còn lại thì có những cái căn nhà giá có nhỉnh hơn một chút, giá chỉ từ 2 tỷ 2 thôi, với cái diện tích từ 30 cho tới 34m². Thiết kế thì ở đây có tổng là 7 căn nhà, thì thiết kế 4 căn nhà là 4 tầng, 3 căn nhà là 5 tầng, diện tích là 30m, 4 căn nhà diện tích 34m, xây 4 tầng, còn đâu 30m thì là xây 5 tầng. Giá một căn thấp nhất ở đây là 2 tỷ 100 triệu đồng. Quý vị không có nghe nhầm đâu, cả nhà và đất 5 tầng giá chỉ 2 tỷ 100 triệu đồng. Chắc chắn sổ đỏ đầy đủ, chắc chắn pháp lý chuẩn chỉnh, chắc chắn sang tên được luôn trong ngày, và đặc biệt có vẻ có thể dọn đồ về ở ngay và dọn nhà mới, đón nhà mới ngay trước Tết quý vị nhé. Nhưng mà trong video này Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một căn nhà 4 tầng. Ở đây ấy, thì có 7 căn, đã bán 2 căn, chỉ còn 5 căn thôi. Thì Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị 4 căn nhà này thì thiết kế giống hệt nhau. Ở đây thì đã bán 1 căn rồi, chỉ còn 3 căn thôi. Ngọc Ánh sẽ quay một căn mẫu gửi tới cho quý vị. Và giá bán của căn nhà này là 2 tỷ 230 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, diện tích 34m², đường ngõ thực tế trước nhà ở đây là 2m2, cách với đường ô tô đi lại. Đây, đây là đường ô tô đi lại nha quý vị. Và ở đây thì có hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam cho quý vị lựa chọn. Với những cái căn nhà này, ở ngoài này thì giá có nhỉnh hơn một chút, còn đâu thì giá căn thấp nhất là 2 tỷ 100 triệu đồng. Vị trí của nó thì là thuộc Hà Đông, Hà Nội. Mời mình theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này với cái thông số nhà 34m², mặt tiền 3m45, chiều dài của ngôi nhà là 9m45. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ quý vị nhé. Căn nhà này thì được hoàn thiện rất là chỉnh chu, 4 tầng, tuy nhiên công năng sử dụng rất là tuyệt vời. Ở phần tầng 1 của ngôi nhà Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần để xe. Phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như là xong hết. Quý vị có thể dọn đồ và xách vali về và ở ngay sau khi quý vị xem video này quý vị nhé. Nhà hoàn thiện xong hết rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. 7 căn nhà, 7 cuốn sổ đỏ khác nhau, sang tên cho quý vị được ngay. Với căn nhà này hoàn thiện rất là chỉnh chu, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho mình ở ngoài phần để xe cũng thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó, để riêng phần tầng 1 để xe máy quý vị ạ. Và đây là phần không gian phòng bếp. Với cái phần không gian phòng bếp đây khá là rộng. Đó, với diện tích chỉ có 34m² thôi, tuy nhiên với cái độ thiết kế của bên chủ đầu tư này thì quý vị có thể cảm nhận được là thiết kế cũng khá là hợp lý và chuẩn chỉnh, công năng sử dụng hợp lý. Đây là cái phần tầng 1, cũng như là kia là phần để xe, đây là phần phòng bếp. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ ăn cường chống cong vênh mối một. Và ở đây cái phần hoàn thiện tủ bếp thì là màu trắng và màu nâu, hai cái tông màu rất là sáng, trẻ trung, tinh tế. Xung quanh bếp thì là sử dụng kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, nước sạch sử dụng là nước sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Hồ sơ công tơ riêng biệt mọi người nhé. Phụ kiện bếp đây đều đã được lắp đặt cho quý vị rồi. Đó, chỉ việc xách vali về và ở. Với cái không gian phòng bếp cũng khá là hợp lý để cho quý vị kê một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Đó, diện tích tuy nhỏ nhưng công năng sử dụng hợp lý, giá bán vô cùng hợp lý mọi người ạ. Thấp nhất là 2 tỷ 100 triệu, còn cái căn nhà này là 2 tỷ 230 triệu thôi. Bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu. Ngoài ra, phần tầng 1 còn có thêm cho mình một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, căn nhà này phần tầng 1 là đã có bể ngầm 2 khối 8, trên tầng 4 là có bồn nước 1 khối và ở tầng 1 ở đây là có máy bơm nước tự động khi mà nước hết mọi người nhá, nên mọi người hoàn toàn yên tâm, nước thì nước sạch. Với hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp
đá granite. Phần ngăn cách giữa cái phần cửa chính, phần cầu thang ở đây có một vách gỗ CNC khá là hợp lý. Trước khi mà đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh sẽ nói sơ qua một chút về cái vị trí này. Gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần bến xe Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6 sắp tới mở rộng ra đến 4 làn đường. Và rất là gần với lại trường đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn. Quý vị nếu như mà đã thường xuyên theo dõi video của Ngọc Ánh thì cũng đoán được vị trí này ở đâu rồi đúng không ạ? Cụ thể thì nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tất cả những video mà Ngọc Ánh cho lên cho quý vị có thể tham khảo và quay review 100% là chuẩn chỉnh giá bán, vị trí, đường hướng, quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Sau đây mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế phần để xe và phần phòng bếp, thì tầng 2 của ngôi nhà ở đây, chủ nhà thiết kế cho mình một không gian phòng khách đó, riêng biệt với lại tầng 1 luôn. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, không gian phòng khách riêng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Và nhà này thì toàn bộ là thiết kế là lát gạch mọi người nhé, rất là sạch sẽ. Với căn nhà này, quý vị có thể chi trả trước 1 tỷ đồng tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đây, cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần ở đây là phần phòng khách thì chủ nhà có để cho mình một cái kệ khá là hợp lý. Ở đây nó còn một cái vách CNC nữa mà chủ nhà chưa lắp quý vị nhé. Và sau đây mời theo em lên khám phá tiếp theo. Với cái phần tầng 2, thiết kế giật cấp lên trên này là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây ạ. Đây là một phòng ngủ khá là rộng, đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng. Căn phòng ngủ này thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đó. Và phần ngoài đây là phần phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây là phòng vệ sinh sử dụng đầy đủ ở cho mình. Ở đây là hệ thống xe cây, bồn cầu, quạt hút mùi, lavabo. Phòng vệ sinh này cũng khá là rộng nha mọi người. Đây, khá là rộng. Cửa phòng vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm hai phòng ngủ, phòng đằng trước và phòng đằng sau mọi người ạ. Đây là cái phòng phía trước thì giống như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đây. Hướng nhà này, cụ thể hướng của căn nhà này là hướng Đông Nam. Ngọc Ánh vẫn còn căn hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam cho quý vị lựa chọn nữa nhé. Đây. Cửa thông phòng, nhà vệ sinh. Với cái căn nhà này thì 34m thiết kế một tầng hai phòng, còn cái căn 30m ở bên kia hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam thì thiết kế một tầng một phòng quý vị nhé. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 3 bên trong. Đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ. Và ở đây quý vị có thấy không ạ? Một sự tinh tế rất là nhỏ thôi, tuy nhiên quý vị có thể cảm nhận được cái chất lượng xây dựng của chủ đầu tư như thế nào. Đây rất là thành ý đây ạ. Với cái phần tầng 3 của ngôi nhà thì ở bên trong nó khá là bí bởi vì không có cửa sổ, không thể mở được ra phía đằng sau. Thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho mình một ô giếng trời trực tiếp lấy ánh sáng vào trong cái căn phòng này. Đó. Một căn nhà giá rẻ, hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, hỗ trợ vay ngân hàng tối đa 70% giá trị ngôi nhà. Thì quý vị còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để sở hữu cho mình căn nhà này trước Tết. Mời quý theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà ở đây thì có thiết kế cho mình một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 4 thì thiết kế cho quý vị ở đây là một cái khu vực để máy giặt riêng biệt. Đây, sàn thoát nước, đầu chờ và ổ điện. Đây là cái thiết kế phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị nhé. Với cái phòng này thì quý vị có thể thiết kế thêm cho mình. Ở đây thì quý vị có thể để làm phòng thờ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Và với cái những cái ô cửa sổ như thế này thì là còn một lớp cửa nữa mọi người nhé. Còn một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nữa. Bởi vì cái căn nhà này nó mới hoàn thiện cho nên nó chưa đầy đủ hết được 100%. Những cái chi tiết nhỏ như thế này thì lắp rất là dễ và rất là nhanh. Và phần còn lại của ngôi nhà đây là phần sân phơi.
Đây là phần sân phơi của ngôi nhà, đầy đủ công năng sử dụng, siêu rộng, đầy đủ ánh sáng cho quý vị nhé. Đấy, xung quanh với cái ngôi nhà này đầy đủ tiện ích dân sinh, chợ, trường, phường, trạm, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết về cái cụm căn nhà giá chỉ từ 2 tỷ 100 triệu đồng này ở quận Hà Đông thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0903 013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.